Thấy đã rồi chứ anh chị. Thành bình nhưng mà nó đó. Hướng đó. Đã rồi. Bự bự không nha. Đó. Em cho anh chụp hình coi. Đã hay nhỉ. Bự không? À, hôm nay em mời cô chú anh chị cùng trải nghiệm đi lập ếch mùa nước lũ với hai chồng em ở cả nhà. Đây lập em mới soạn ra xong. Em thì đó giờ em đặt lập ếch rồi nhưng mà hai năm nay em ít có đặt lại tại vì đi đặt bẫy rắn đó, không có thời gian đặt bẫy ếch. Giờ thấy nước lũ dâng cao rồi nè, mình đi đặt bẫy ếch kiếm mới ếch ăn với vô chút đỉnh hồi nãy. Thì coi cơ em đặt sáng mai em có đi lấy em quay lại chia sẻ của chú anh chị xem. Đặt 50 cái nữa nha. Lợp em bao gì không đó. 50 cái lợp. Rồi có thì em sẽ quay chia sẻ lại của chú anh chị xem. Mồi của em thì em kết hợp hai loại mồi nha cô chú anh chị. Đây, trời nước không dữ cho em. Mồi cá linh với cá rô kết hợp. Mồi cá chết với mồi cá sống nha cả nhà. Đây mở cái rô lớn đi mình là cái này là mình làm cá nó để vô cho nó đọng nước á, nó nẹt đọng nước thì ếch nó sẽ lợi, còn cá chết thì mình dụ cá nó lợi ếch nó lợi nó ăn. Kết hợp hai loại mồi thì nó hiệu quả hơn nha cô chú chị. Em đặt mấy năm nay gì không đó có gì không thì em chia sẻ cô chú chị xem. Của em thì trộn đơn giản dầu chuối với tỏi thôi, tỏi sấy á cả nhà, tỏi sống thì cũng được mà tỏi sấy cũng được, đơn giản thôi chứ không có cần cầu kỳ quá, vậy là ếch nó sẽ lợi rồi. Nhiều 3-4 ký mồi cho ống dầu chuối với tép tỏi được rồi, không có nhiều. Chủ yếu là cá này nè, cái sống này nè, cái sống này vô nó động nước ít trở lại. Thì, trời cũng sáng cả nhà, em mời cô chú anh chị cùng theo hai chồng em đi lấy cái lập ếch nha nhà. Đây mới chạy vỏ tới đây, chưa có cái nào vỏ ra nha. Mình lấy em đặt cặp theo đường này nè, em qua đặt mấy chục cái thôi cả nhà. Rồi đặt là mấy cái mình nhanh cả. Chọn này quá. Trời mới hừng sáng. Ôi, nước lên dữ rồi ta. Có gì vậy? Ồ có cái nhà. Này con nhỏ nhỏ không mà tè. Ít con thôi. Rồi nghe đường nào ra nữa rồi hay gì. Ôi, hôm này dễ ra gì. Ta cái thứ hai luôn này. Nó có đẹp như gô vậy. Có luôn cả nhà. Thấy đường được 2-3 con nè, 2 con 3 con luôn cả nhà, sắp chết tè cái gì cái này mới hừng sáng à, nhìn không thấy đường nha. Cái mùa này mùa nước lũ, cái nước không còn có biển nha. Ừ, gà nó đâm cái tiếp luôn.
cái này cả nhà. Ngon ngon ngon. Ồ, ghê à. Ngọt ánh sáng, cái này nó chưa đủ ánh sáng nhìn thấy. Bốn năm con không có bự nữa nha. Nó nhỏ không. Ngon lành ngon lành. Bà xã ăn cái bơ xuồng gặp cặp ra đây nè. Ngồi bà đợi bà lấy cái lợp. Cái này bốn năm con nữa nha. Vô. Cái này chờ mới hừng sáng nên nó còn tá hù. Chờ chưa lú nữa. Mà chờ mọc cái đó thôi, chưa mọc. Cái nghề lợp ếch này em đặt ở đây nó khoảng hai mấy ba chục năm cái nha. Đặt lâu lắm rồi. Này mà đặt hai mùa mà mít có đặt tràn lan lắm. Tới mùa em mới đi đặt. Mùa nước lên này em tính cũng không đặt nữa nên mình đi ra đặt bẫy gắn nhiều đó, không có thời gian mà làm. Này thấy nước lên thấy đi đặt bẫy gắn thấy có ếch nhảy này, đặt thử một bữa này em đặt bữa đầu tiên lại đây một cái này. Thấy có động nước, có động đó, có động nước đó, có động nước rồi. Ô, mấy con nữa nha, ba con giờ nó ăn cá rồi hết trơn rồi trời. Hôm qua mình đặt cá mồi sống nữa nha, giờ nó ăn hết trơn rồi. Đường này là cũng là cái đường em đặt bẫy gắn luôn nè. Hôm qua vừa đi thăm đặt lập để thăm thử luôn này, được bốn con thôi. Ếch nó phóng kìa, ham quá. Nó cái chạy lúa ta cắt người ta ở cái ta đi về. Con cái như này. Ở trong này có ông rẽ bằng cái nồi, bữa đó em đặt bẫy gắn cho mình, nó dứt em hết hành dứt. Tàu nó nhứt. Có gì không? Có động nước nữa nha. Có động nước. Ôi trời, có nữa nha. Nè không? Ba bốn con luôn. Má nó nhỏ mà không có con nào bự ra nha. Rồi. Ở bên đây em còn cái nè, lấy cái bên đây luôn. Ui, nó có đông luôn cả nhà, đấm luôn. Ôi, nó đấm luôn, nhảy kìa. Ếch bự là ngon rồi. Ếch nó không có bự đó nha. Vô cả nhà, nó hút luôn. Không. Mày, tối quá. Nước dâng cao phải đặt theo mé này ngon hết nha. Qua em đặt cá sống, mà cá sống với cá ít cá chết gì đó, nhử nó lại, kết quả cũng ngon ngon cả nhà. Nãy giờ cái nào cũng chạy chứ, cái nào đó tài. Đây, nước mà nó cũng lên, khui hạn rồi, rồi im ru rồi, rồi có luôn cả nhà, có luôn. Sao mình không nhảy ta? Bốn con cả nhà, năm con nhé, năm con ngon lành. Nó tối quá, nó nhìn thấy chưa? Năm con nha, đã, ngon. Trời giờ cũng sáng hơn nãy chút rồi, cũng được có ánh sáng chút rồi cô chú. Thì nó tối quá, tối rồi. Chỗ nào đi nãy giờ chưa thấy cái bẫy nào hết trơn gì. Đặt chỗ nào đây. Có động nước không? Có động nước nữa cả nhà.
có động nước nữa. Đây lợp này em bao rồi, cái nhà nhìn không thấy đâu. Đó. Đó này, bốn năm con vậy, ếch cũng nhỏ nhỏ, bốn con nhìn không thấy đâu, tối quá tối rồi. Đó. Ngon lành, ngon lành. Sáng là chút nó điện điển đó nhóc cho nó nhìn. Điện điển sáng này hái là bông nó mới ngon nè em. Đây cái này. Phải không? Ở đây. Em cứ lập xong lúc dữ đi. Có rồi. Có rồi nhà. Ồ, chạy đều quá. Bốn con. Cá ý là ít đâu mà như là nhái tạ chút không, không con nào cá hổn chứ gì. Cái nhỏ không quá nha, nhưng điện sáng bông búp chút ra nè, điện điện này nha. Rồi, ánh nắng nhìn không thấy chân như đây. Cái này em có một cái nè. Đây. Cui cui trong lùm này không hết, có động nước đây nhá, nhóc có chơi luôn ở nhà đóng luôn. Đóng luôn ếch cũng không bự, rồi rồi luôn nhìn không thấy luôn cái hồ. Rồi, cái tép quất vô góc này rồi nước giữ cái tay. Không có nha, cái này dùng chảy con mà còn một xíu. Trong bụi tre em đặt cái này, trời phóng ngồi ngoài lợp nó phóng yêu vô kìa. Ôi một lợp luôn cả nhà rồi. Đàn cá này nè. Nước cũng đang ngập sâu dữ rồi. Còn nước trên cái nhà hợp được. Hai con ếch bự cái nhà. Hai con ếch bành luôn. Bắt trà vá luôn nha. Đây, đây là con cá như này. Dạ, theo rồi. Ui, xem thấy đậm. To có cả nhà. Nó có chừng luôn, đóng rồi. Vô quá nhìn. Nó ghê vô. Rồi, lên con nữa nha. Cái này không có ít bự nè. Cái vừa gọi ít bự ghê. Thấy ít nó phóng không? Hàm không? Bấm luôn. Nếu mình phải đặt cái cây gắn đâu đây, không biết được tiếng đi. Chẳng cái đường đặt cây gắn luôn không vậy? Đây. Rồi có cất cung hăng luôn ở nhà, thôi dính con hành bự luôn cả nhà ơi. Rồi đã hay nha, thôi con gắn chung luôn. Dính gắn chung rồi con hành bự luôn cả nhà. Đấy, chân trong cái đường 7 của em á, đường đặc lập luôn á. Quá ngon cả nhà ơi. Rồi tới cái lọt luôn cả nhà. Thấy đường luôn mà tàn.
cầm tay vừa đi vừa ấy đi, lắc quá lắc à. Coi coi có gì coi trong mặt luôn, khui khui chim ru gì ở có luôn ở nhà, nhóc cái chân luôn nằm chim ru đó, ba con bự bự không à, ngon lành ngon lành. Đã ở nhà đục nước rồi, trời ơi ghét con à, 4-5 con rồi luôn cả nhà, đóng luôn này, khúc lộc luôn. Ngon lành ngon lành. Rồi đàn cái nữa nha, nhảy quá nhảy luôn, có gì không, có gì không, có cả nhà, có. Nãy giờ lấy 10 mấy cái, một cái nào cũng chạy chứ nha, con cái chạy ít là con cái còn bao nhiêu, 5 con 4 con. Gà có ta nuôi ở đằng đó đó mà đi tới ngày ghê. Ở trong này có cái này, chút số xíu nó là hốt rồi. Dạ. Chút xíu nó là hốt rồi. Trời ơi, một đống rồi cả nhà ơi. Một đống rồi. Giờ nó ra. Ồ, ớt trà bá luôn đó nha. Ồ, 2 con cạnh bành luôn, đã rồi. Đó. 2 con cạnh bành luôn. Sướng luôn nha. Ừ. 2 ít ngồi đã không? Cạnh bành luôn. Ngon ngon. Đây em đặt mấy cái nha. Cui trời ớt bành bành lắm cả nhà, trời ơi trời đóng luôn, đàn con cái nữa đây nha. Quá trời nó chạy. Trời ơi, mà này ít nhỏ hay nè. Có cái này nè, nó chạy nè. Quá trời nó chạy cái này luôn. Cái chân con bò chạy nè, cứng luôn. Ít bành bành rồi, cái chân trắng rồi nè. Ngon lành cả nhà ơi. Xuống. Đứng lên vậy đó, nằm đứng lên nè cả nhà, đây cái nè, khui hàng coi, ôi nhóc có trơn luôn cả nhà, nó lợp này lợp trắng, lợp này mình không có bao, nhóc có trơn luôn cả nhà, rồi sức dây luôn rồi, ngon lành ngon lành, 4 con. Quá đã nha, ngon lành cạnh tranh luôn. Đi em bơi dạy tới đây lúc bên này luôn à, chỗ cái gò luôn à, ngon lành cả nhà, 4 con luôn nha. Ngon quá ngon cả nhà, cũng im quá. Ở đây em còn cái nữa đây. Ui, ui nè, mấy cái lợp này là em bao. Ui, cái này ít quá, cái này được có con bự không? Cái này chảy con bự một. Ngộ gì? Cái cây mạnh quá này. Con bự đó nha. Nè. Nè, dèm con cái rồi. Ít nó phóng rồi, ghê không?
bóng, mới có vô lợp mình, có động nước rồi đó nha. Có động nước rồi đó. Ồ, nhớ có nhờ đó nha, nó có ít nhỏ thôi. Ồ, ít nhỏ không? Ừ. Ba con thôi nha. Không có ít bự. Bự theo ít hầm mới có nhiều. Nước nhìn cảnh nó ra đẹp. Đây em có một cái này. Ủa? Ở đâu đây? Ở bên đây cái nào? Đặt bên đây mình được kiếm mình kia. Khui hàng coi tới gì không nha. Chuyện du có cả nhà có luôn. Đó, tối xả rồi. Cái này nắng à, nó ngủ ánh nắng thiệt rồi đó. Nó thấy đường luôn rồi đó. Ngon lành ngon lành cái nhà này. Rất bự không? Ngon lành cành chanh. Đây em con cái đây. Nhà đặt trong vườn ta. À, có động nước đây. Có động nước lật chén cầu được tập lợp được cái nhà nè. Đó, đó. Thả chưa? Bách bành bành không cái nhà. Đó.